Chào mừng các em đã quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn. Chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp bài 6. Unit 6. What time do you go to school? Language focus. Đầu tiên các em hãy lắng nghe đoạn giới thiệu sau. Hi, my name is Min. Every day, I get up at 6 o'clock. I usually have bread for breakfast. I go to school at 6:45. After school, I play football. I have dinner at 7 o'clock, and I do homework from 8 o'clock to 9:30 afterward. Các em cho cô biết Minh đang giới thiệu về việc gì? Chính xác, Minh đang giới thiệu về thói quen các hoạt động xảy ra hàng ngày lặp đi lặp lại. và các từ in đỏ ở đây chính là các động từ được chia ở thì hiện tại đơn Present simple tense. trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thì hiện tại đơn đầu tiên sẽ là về cách dùng thứ hai đó là về cấu trúc và cuối cùng đó là dấu hiệu từ đoạn giới thiệu vừa rồi của minh các em thấy cách dùng của thì hiện tại đơn chính là dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên như thói quen hàng ngày, hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ: I usually play football after school. Tớ thường xuyên chơi bóng đá sau khi tan học. Cách dùng thứ hai, đó chính là dùng để diễn tả một sự thật ở hiện tại. Ví dụ như hiện tại các em đang là học sinh lớp 6, các em sẽ nói: I'm a student at grade 6. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, cấu trúc. Với cấu trúc với động từ to be và cấu trúc đối với động từ thường. Đầu tiên là cấu trúc đối với động từ to be. Động từ to be ở thì hiện tại đơn được chia làm 3 dạng. Am, is và are. Động từ to be am đi cùng chủ ngữ I. Is đi cùng chủ ngữ he, she, it hoặc danh từ số ít, danh từ không đếm được. À, đi cùng chủ ngữ you, we, they hoặc danh từ số nhiều. Bây giờ, các em hãy đặt các chủ ngữ sau vào cột tương ứng. Chính xác, đáp án là Về cấu trúc đối với động từ to be. Đầu tiên là ở dạng khẳng định, chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng động từ to be theo sau so có thể là tính từ hoặc danh từ. Ví dụ, she is a teacher. Cô ấy là một giáo viên. Ở câu phủ định, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ cộng động từ to be am, is, -E are cộng với not. Ví dụ, Jaguars are not noisy. Báo thì không ồn ào. Lưu ý ở đây, cô có thể viết is not được viết tắt là isn't. Are not được viết tắt là aren't. Vậy, ở ví dụ này, cô cũng có thể viết là Jaguars aren't noisy. Cấu trúc thứ ba về câu nghi vấn. Ở câu nghi vấn, chúng ta chỉ cần đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Is Anne's mom a nurse? Nếu đúng, chúng ta trả lời yes cộng chủ ngữ cộng động từ to be. Yes, she is. Nếu sai, chúng ta sẽ nói no cộng chủ ngữ cộng to be cộng not. No, she isn't. Dựa vào ba cấu trúc vừa rồi, các em hãy làm bài sau. Câu 1 Chủ ngữ an là chủ ngữ số ít và chúng ta thấy ký hiệu đằng trước là dấu cộng, ký hiệu của câu khẳng định. Vậy nên đáp án ở đây sẽ là is. Câu 2, chủ ngữ ở đây là they, chủ ngữ số nhiều và ở đây sẽ là câu phủ định, đáp án của chúng ta sẽ là aren't hoặc are not. Câu 3, she là chủ ngữ số ít và đây là câu phủ định. Vậy nên chúng ta có đáp án là isn't hoặc is not. Câu 4. Ý A. Dolphins. Ở đây là danh từ số nhiều. Vậy nên đáp án là are. Ở câu trả lời, they are là câu khẳng định. Vậy đáp án là yes.